nuôi con gà ta là muốn cho nó đẻ nhiều để đều á, mọi người phải làm sao luôn đúng không, mới phải cho nó ăn đầy đủ được, đủ mồi á, người ta nói cho ăn đủ mồi nó mới đẻ, còn mọi người cho ăn không đủ mồi nó không có đẻ luôn rồi, đến tuổi đẻ luôn nó vẫn không đẻ luôn đó. Thử nè, mình thử chắc thử nó dụng hay không thử nữa, bữa đó mình đi làm về mình không chấp quá đó, không cho nó ăn cái bữa đó, lỡ chiều lại là nó không đẻ luôn mọi người. Bữa nay cho nó ăn nhiều vô luôn, chiều đẻ không mà nghe mấy người khác người ta nói á, người nuôi cho nó mình cho ăn đủ mồi mới được, đủ mồi của con gà, chỉ như con gà đẻ nó cần mồi gì, nó cần ít đạm nè, đạm ít thôi, dù như gà bình thường mình cho ăn hai mấy đạm, mười mấy đạm, loại đẻ này cho ăn 16 đạm được rồi, 14 đạm được rồi, nó đẻ à. Với lại cái mà nó quan trọng nhất mọi người cái gì không, đó là những cái canxi có trong vỏ sò, vỏ ốc, vỏ tôm gì đó, cua nữa đó, nói chung là những canxi đó giúp cho con gà nó, cái trứng của nó, trứng nó đỏ, trứng nó cứng, trứng đẻ ra, trứng đẻ ra nó cứng và nó đủ canxi để nó tạo trứng, tạo cái vỏ của cái trứng, không đủ vô không rạo vỏ hay sao mà nó đẻ được rồi, thì là cái trứng nó mềm luôn đó, cho nên mọi người phải cho mấy em cái loại đó giúp cho con gà đẻ nhiều. Và những cái thứ mà có nhiều canxi như rau cá cải đồ ngoài chợ cũng có nhiều canxi, cải son nữa cũng có nhiều canxi nữa. Và mọi người cho nó ăn cải đó thì nó đẻ rất nhiều, rất đạt những cái đủ mồi, ví dụ đủ thức ăn cho nó no là nó đẻ, không mọi người không cho no là không đẻ đó. Mình nói lại đó, mình bỏ đói đó, đi làm mới quên cũng bỏ đói bỏ đói nó cử ngại cho nó uống nước không à, quên cho nó ăn gấp quá sợ trễ làm quên cho nó ăn bỏ đói luôn, đói luôn đó là không đẻ mọi người, không đẻ thì đâu có chất dinh dưỡng, đâu có no đâu đẻ, đâu có sức khỏe đâu đẻ, mọi người phải cho nó ăn uống đầy đủ chất, đầy đủ sức khỏe không mới đẻ thôi. Nuôi nó phải cho nó ăn mới đẻ, bự nó đủ đẻ rồi đó, phải cho ăn đủ mồi vô, không phải như gà trống cho ăn cầm cầm mái cho ăn đủ luôn mới đẻ cho mọi người, nhiều quá trời mà chưa cái mổ đó. Đó. Nên muốn mà cho gà đẻ đi mọi người phải cho nó ăn dỗ nha, đừng như mình nha, đi mình quên cho nó ăn không có giờ nó đẻ trứng rồi, sáng nay ra ăn đẻ trứng qua giờ nó ăn đẻ trứng rồi, nó đẻ là đẻ đó, nó chụp con ngày đẻ con mười mấy trứng đó mà giờ không đẻ nữa. Sao giờ không đẻ trứng luôn, nên mình sẵn mình quay lên cho mình coi mình đẻ con trứng nào luôn, ăn giờ nó ăn no đó thằng, cho nó ăn đi luôn để coi chiều nó đẻ không, chiều đẻ mình quay tiếp cho mọi người coi nghe được không, chiều đẻ mình up luôn clip tiếp theo luôn, một ngày làm 2 clip nha mọi người, để cho mọi người thấy ăn rồi mới đẻ của nó, mình phát trực tiếp luôn cho mọi người coi luôn. À, thấy không, ăn luôn mới được mọi người, cố gỗ kêu đẻ tầm ầm mà nó không đẻ chứ nào luôn, quá xa không có chứ nào ăn luôn, chính là mình phải cho nó đầy đủ mọi người, gà nó đẻ hết rồi đó mà nó không cho ăn nữa là nó nghỉ đẻ rồi, ăn trứng bầu hết rồi đó. Thì mình phát nha, thì mình cho nó ăn giờ nào mình có phát mình sẽ lụm trứng thôi, nó có đẻ không mọi người, mấy chục con gà mái với mấy chục con gà trống ăn dư đi, dư đi đẻ không, có lẽ là bữa nào cũng đẻ mười mấy hai chục trứng, mười mấy hai chục trứng, ba chục trứng luôn mà giờ nó không đẻ quá buồn, quá buồn,
tại mình không cho nó ăn, nó không đẻ, không cho nó ăn đủ không đẻ, nghĩa là cho nó ăn không là đẻ luôn, bổ sung lại dinh dưỡng cho nó ngồi để cho đẻ đẻ vậy nó mập, đủ mồi nó mập. Phải cho năng không mọi người, phải cho năng đủ mồi và đủ những thứ con gà đẻ nó cần, như canxi nè, canxi có trong rau nè, canxi từ thực vật nè, canxi từ động vật nè, từ những loài dính sắc thể như là cua, ốc nè, tôm rồi nè, có sò, ốc, cua, tôm gì đó cho năng thêm. Còn eo kẹt lắm thì mọi người cho năng thức ăn gà đẻ không, chọn thức ăn gà đẻ nó có các thứ đó, có đủ các thứ đó để cho nó ăn, chứ bỏ bữa là nó không đẻ bữa đó. Không đẻ bữa là không có trứng, không có trứng bán cho anh ta nha mọi người, trứng bán ta thì mọi người cho nó ăn thức ăn gà đẻ thì mọi người bán nó rẻ hơn chút, mọi người cho nó ăn cái loại phụ phẩm thì mọi người bán cao hơn chút thôi, bình thường rồi, bình thường thôi, nhưng mà nó rẻ cũng chất lượng lắm chứ không chất lượng rồi, rẻ cũng là cái trứng đàng hoàng, trứng gà nồi người ta. Không phải không chất lượng, không rất là chất lượng, nhưng mà nó đủ mồi, không đủ mồi là nó không đẻ, cần gì đó. Cho dù mọi người nuôi trong cái khu này luôn, khu chạy, khu chuồng luôn, nuôi nhốt luôn vẫn đẻ đều, vẫn đạt. Không cho ăn đủ mồi không đẻ thôi, riêng riêng gì phải cho ăn đủ mồi mới đẻ, phải cho ăn cái thứ mà gà đẻ cần không mới đẻ nha. Đó. Nó mập nó mới đẻ đủ mồi nó mới đẻ được, nó bắt đẻ nè, mới đây nó bắt đẻ nè, vô đây đẻ đứng đẻ nè, vô đây hai ba con thôi, còn kìa đó nữa kìa, đó đây nè đẻ đó. Ngồi xong mình đi đẻ ăn dư thức ăn luôn. Đó. Cho nên mọi người cố gắng cho nó ăn, đừng có vì bất cứ lý do gì giống mình đi làm quá bỏ nó đói luôn, nghỉ đẻ luôn, còn đẻ trứng nào lại chứ, quá sợ, quá sợ, quá sợ, kêu ổ dữ không, đẻ chưa mà kêu chưa. Gà nãy giờ nó kêu không, gà nó nãy ăn nọ cũng chỗ đẻ đó, làm biến mà không lót ấu cho nó do đẻ, nó lót ổ rồi đẻ dữ lắm, lót ổ mình giờ cũng sợ, sợ nó đạp bể mọi người, chỗ gì đâu lót ổ được mọi người, lan luôn cho rồi, chịu khó mà nhặt trứng ngày mấy lần thôi, hai lần nhặt trứng được rồi đừng bỏ nó qua đêm, bỏ qua đêm thì nó dơ trứng, dơ trứng thôi, chứ rửa thì cũng được, cũng bình thường, mình cũng ăn như thế. À, anh em nhớ nha, nhớ nha, nhớ phải đẻ một đống luôn, đẻ một đống luôn, cho ăn đủ mồi để đẻ một đống gì nè. Dành nhau đẻ luôn, phải cho nó ăn không rồi, cho nó ăn đủ mồi mới đẻ nè, cho ăn đủ mồi thì nó siêu gà của mình, siêu gà nó lại ăn dư luôn, cái này ăn dư luôn, bù lại những gì đã mất. Bù lại những gì đã mất. Quá gà má bự bự hai cái mấy ba ký luôn nha, con gà đập lại rồi, đập lại rồi. Nhớ phải cho ăn đủ mồi rồi, chào tạm biệt anh em.